Chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình sẽ review sữa nên nước ngọt là Equil này, Food Red Water này, là nước ngọt hương trái cây, hương cam, không phải hương chuối, hương chanh hay sao ấy, hương chanh. Nước vị trái cây này, là cam chanh, nước tinh khiết nha. Trái cây đông kết này, 4590ml nha, cung cấp vitamin B3 với khoáng chất nha. Ngay thành phần của con nước tinh luyện này, đường này, siro fructose, nước ép trái cây này, nước ép chanh này, nước ép bưởi này, chất điều chỉnh độ axit này, hương liệu giống tự nhiên này, có hương cam, hương chanh này, khoáng chất này, colin này, kilocalor này, canxi, carbonat, glucocorbonat, chất tạo ngọt tổng hợp vitamin nha. Đối tượng sử dụng thích hợp cho người lớn và trẻ trên 4 tuổi nha. Mỗi ngày dùng một chai này dùng ngon hơn khi dùng lạnh, lắc nhẹ trước khi uống nha. Khi đổi màu hay là thấy hiện tượng lạ thì không nên uống nha. Giá là 7.000 một chai, hạn sử dụng là 1 năm nha. Này nước khoáng nên là một thương hiệu Kirin này. Nước khoáng vị trái cây thôi, đặc biệt này là vị cam chanh nên không có ga đâu. Sóc thoải mái nha. Nước trong veo à. Đó, nước trong veo mọi người thưởng thức thử nha. Cái này uống vị của nó là vị cam chanh, mà vị chanh nhiều hơn vị cam nha. Uống kiểu giống như nước bảy ấp á. Hương vị này khác hơn bảy ấp nha, bởi vì nó hòa quyện có cả cam ở trong nữa nha, nó tạo độ ngọt cũng dễ uống mà thơm đấy. Cái này mà bỏ ngăn đá lắc xe khi nào làm về mệt đấy, uống một phát vừa cung cấp nước vừa bù khoáng cho cơ thể mình, làm ngày mình làm việc rất mệt mỏi nha. Mọi người uống cái này rất tốt cho sức khỏe nha. Đấy, dùng mỗi ngày một chai, nó cung cấp bù nước bù khoáng cho mọi người, một ngày làm việc thật là hiệu quả rồi, mệt mỏi nó bù lại cho mọi người nha. Mọi người thấy hay thì nhớ tặng một lượt like và đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai nha.